đang đi ngoài đường mà không biết thấy con gì nó bay ngang trời bạn, nó bự lắm bạn. Đây nè, thế đá vô cây này nè bạn. Chắc con ưng quá. Để sổ cà mồi vô đây. Mồi vô đó tiếp cận bem nữa. Xa quá, để sổ cà chạy vô cái quay cho anh em coi tiếp. Tới các bạn. Hình như là con chim săn các bạn. Sổ cà phát hiện chim săn các bạn. Kìa 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 nó kìa bạn. Chim săn các bạn, để Soka vô xử nó các bạn. Đây, điên này nè. Ở cái sáo các bạn. Không biết có ăn được nó hay không thì hên xui thôi. Chứ con này nó bự quá. Ui, chúng thằng chúng cái bụp luôn, ngay 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 cánh luôn các bạn, không rớt nổi. Bay vô kia chút nữa là có chim săn rồi, nó bay rồi, bắn trúng luôn các bạn. Bay à, quá tiếc các bạn. Thôi đi ra các bạn, mình bắn vô chúng mình đó mà nó không thấm bạn, tại vì con này nó bự lắm bạn, cả ký mấy các bạn, dây super hunter mà trúng vô trong mấy cánh đó bạn, trúng cánh đó mà nó qua lông cái bóp luôn mà không rớt các bạn, hay rớt là có siêu phẩm rồi. Giờ mình đi về các bạn, chút xíu nữa rồi toàn với tao rồi, chút xíu nữa là lụm rồi, giờ nó bay bên kia luôn rồi, nó bay bên kia luôn rồi, con này bự lắm. Gãy mắng ngay đầu nó là rớt rồi. Nó không gãy cánh các bạn. Uổng quá. Bài rồi. Còn đây là sầu cá phát hiện con cò các bạn. Lần nào đi về mình ngang đây mình cũng kiếm cò nha các bạn. Mới chạy đường khúc nữa, mới bắn con ưng hụt, bây giờ mình bắn con cò các bạn. Con cò này cò trắng. Nó đồ. Nó đậu đây nè. Nó đậu sau cái đám dừa nè các bạn. Giờ mình đi qua đây mình núp đây mình bắn hết. Con cò này không biết mình tiếp cận được không. Được thì mình dứt nó, còn không được thôi chứ sao vậy. Nè các bạn, nó núp sau cái dừa này là bạn. Ai ổ tao tao đã ngang.
Cái buồn các bạn. Đang nhìn mà ông nội kia chạy ngang bảo là chưa bay. Mẹ bay tiêu luôn rồi. Thiệt tình với mấy ông nội ngoài đường rồi nè. Mấy ông nội ngoài đường nè, đi ngang nói chưa bay là bay luôn. Hé quá uổng các bạn. Con cò nó bự. Mấy thằng ông nội đó là chuyên gia luôn đó, mỗi lần mình đi bắn là ổng đi ngang là ổng la. Rất là buồn. Con cò bự ghê luôn, chưa kịp dương thùng nữa. Thôi cũng có cơ hội rồi. Rồi tiếp bạn. Còn không về nhà có gì quay tiếp, còn không thì mình kết thúc ở đây. Quá ổn.